Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong các clip trước thì thầy đã quay cho các em ở sách giáo khoa và sách bài tập. Đúng nè. Như vậy thì trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần đề kiểm tra giữa học kỳ 2 của bộ môn toán em nha. Bộ môn toán thì chắc thầy quay tầm khoảng 2 đề, 2 đến 3 đề thì tùy theo cái thời gian mà thầy sắp xếp. Tại vì còn nhiều khối lớp chờ thầy quay nữa nên là nếu mà thầy quay cho lớp 7 không thì các khối khác thì cũng sẽ kiện thầy. Nên là các em thông cảm nha. Như vậy thì clip hôm nay thầy quay ở cái đề số 1. Nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất là phần trắc nghiệm, là gồm có 3 điểm. Nên là tùy theo trường hay tùy theo huyện, người ta yêu cầu ra ví dụ cái đề 100% tự luận hoặc là 100% trắc nghiệm, hoặc là có thể là trắc nghiệm 3 điểm hoặc 4 điểm, tự luận 6 điểm hoặc 7 điểm. Thì tùy theo theo đề các em nha. Như vậy thì ở đây thầy đưa ra một cái đề, đó chính là phần trắc nghiệm là gồm 3 điểm và phần tự luận là 7 điểm nha. Đây, trước hết thì thầy sẽ quay cho em cái đề để các em xem và giải trước cái đề này. Sau đó thầy sẽ tiến hành giải chi tiết cho các em từng câu để các em thấy cả phần trắc nghiệm luôn nha. Các em thể ghi chép, bấm dừng video lại để các em ghi chép và tự giải trước em nha. Học YouTube để mà hiệu quả thì các em phải tự giải trước rồi mới xem clip của thầy sau, chứ các em đừng có xem trước thì nó sẽ không hiệu quả. Đây chính là phần trắc nghiệm nè các em, gồm có 5 câu nha. Rồi, tiếp tục em, phần tự luận nè. Có một bài thống kê này, một bài hình và một bài cũng tương đối hơi khó thôi, cũng không khó lắm em. Rồi, bây giờ chúng ta có thể ghi chép và có thể tắt video luôn đi để chúng ta tự làm. Sau khi em làm xong có kết quả rồi á thì bật lại video để xem được chưa nào đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần trắc nghiệm em nha. Như vậy thì chắc chắn là chúng ta đã giải xong rồi đúng không? Sau khi giải xong thì bây giờ thầy sẽ làm cho các em ở phần trắc nghiệm. Chúng ta có thể lấy 3 điểm nha. Chúng ta sẽ đi sang ở câu số 1 em. Ở đây người ta yêu cầu các em là con tròn và chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. Đúng em nha, chứ không phải là chọn sai. Chứng tỏ là ví dụ trong câu 1 thì nó sẽ có 3 đáp án sai và 1 đáp án đúng. Được chưa? Chọn đáp án sai trong các câu sau. Đáp án sai trong các câu sau thì như vậy thì nó sẽ có một câu sai và ba câu đúng ở trong đó. Được chưa? Nghe, dựa vào cái đề để chúng ta đọc kỹ để chúng ta làm nha. Tam giác cân là tam giác đều. Tam giác cân thì không thể nào tam giác đều được. Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bên bằng nhau và hai góc ở đấy bằng nhau. Còn tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau và ba góc bằng nhau và bằng 60 độ. Chứng tỏ đọc vô câu A này có vẻ là không chính xác, là sai này. Tam giác có hai cạnh bằng nhau và một góc bằng 30 độ là tam giác đều. Tam giác có ba góc bằng 60 độ là tam giác đều. Tam giác đều là tam giác cân. Như vậy thì đáp án câu nào sai nha. Như vậy thì ở đây này, cái câu D tam giác đều là tam giác cân đúng này. Giờ thầy khẳng định lại những câu đúng này. Tam giác có ba góc bằng 60 độ tam giác đều. Câu C, câu D đúng này. Bây giờ chúng ta xét câu A, câu B. Câu A chắc chắn sai này. Câu B do thầy đánh vô đây nhầm xíu em. Tam giác có hai cạnh bằng nhau, hai cạnh bằng nhau tam giác cân và một góc của nó phải là 60 độ em. Thầy ghi đây 30 độ, 60 độ này là tam giác đều. Chứng tỏ là chúng ta sửa lại thầy chỗ đây một xíu nhá, sửa lại chỗ đây một xíu. Như vậy đáp án đúng chúng ta ở câu này là chính là đáp án A nha em nha. Đáp án A. Tam giác cân là tam giác đều là chắc chắn là sai rồi. Chỗ đây thầy đánh máy bị nhầm xíu chỗ đây nha. Tam giác có hai cạnh bằng nhau thì nó sẽ ra tam giác cân đúng không? Tam giác cân có một góc 60 độ là tam giác đều thì câu này đúng nè. Tại vì ở đây người ta yêu cầu chọn đáp án sai mà. Nếu ở đây 30 độ thì câu B này cũng sai mất. Đúng không nào? Như vậy câu B, câu C, câu D là câu đúng này, còn câu sai là câu A này. Được chưa? Xin lỗi các em nha. Chắc chắn các em sẽ thắc mắc ở chỗ đó. Mà khi mà các em phát hiện như vậy mà thắc mắc, chứng tỏ kiến thức của chúng ta rất là vững. Coi như câu đó thầy thử thách một xíu.
thành lương thì lẹo mà. Chúng ta đi sang câu số 2. Trong các tam giác sâu, tam giác nào tam giác vuông? Để biết được tam giác nào tam giác vuông á, thì chúng ta sẽ sử dụng định lý đảo, định lý định lý Pythagore đảo nha các em nha. Nghĩa là gì? Để sử dụng định lý này á, nếu chúng ta bình phương một cái cạnh có độ dài lớn nhất mà bằng tổng bình phương của hai độ dài cạnh nhỏ ấy, bằng nhau, thì chúng ta kết luận nó sẽ là tam giác vuông. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra câu A nha. Câu A thì độ dài cạnh ta đây là 3, 5, 7, thì độ dài cạnh của chúng ta là 7 là lớn nhất, ta lấy 7 bình phương, ta lấy 3 bình phương cộng với 5 bình phương ha. 7, 7, 49 này, 3 bình phương là 9 cộng đây 25. Như vậy 9 mà cộng với 25 thì sẽ bằng bao nhiêu? 34 đúng không? 34. Ok, như vậy thì 34 với 49 bằng nhau. Ở đây 49 khác 34, chứng tỏ là cái bộ này không phải là tam giác vuông nào. Nghĩa là ra hai kết quả mà nó bằng nhau thì nó mới là tam giác vuông. Cứ lấy độ dài B này, 6, 8, 10 thì chúng ta lấy 10 bình phương, 6 bình phương cộng 8 bình phương, xem thử nè. Ở đây là bao nhiêu? 100 đúng không? 6 bình phương là bao nhiêu? 36 cộng 64 cũng là 100. Câu B này ha, 36 này, 8864, 345. 345 như vậy thì 3 bình phương, 5 bình phương cho tới 2 bộ ta. 25 3 bình phương cộng 4 bình phương, 9 cộng 16 đây bằng 25. Ủa, B với C. À, từ nhầm. Thầy nhầm các em, thầy nhầm. Đây. B của chúng ta đây là decimet này. Decimet chúng ta đổi ra cm, chứng tỏ cái này không thể rồi. Ở cái bộ này á, thầy nhầm mắt nhắm mắt mở đây. Đây 6, đây 8, 8 decimet chúng ta thấy là 1 decimet thì bằng bao nhiêu cm các em? Là bằng 10 cm, như vậy 8 decimet. Cái này sẽ là 80 cm. Chứng tỏ là chúng ta không thể nào chứng tỏ cái này không phải rồi. Đúng nào, cái này không phải. Tại vì sao này? Hai này là bằng này. Chứng tỏ ở đây chúng ta cần phải chú ý ở đơn vị đo này. Em hiểu không? Nên là chúng ta trong quá trình làm ta phải chú ý thật kỹ em nha. 80 cm thì ở đây người ta nếu mà lấy 80 bình phương thì nó không thể nào bằng là 6 bình phương cộng 10 bình phương được. Hai này không thể nào bằng nhau được, chứng tỏ nó không phải ấy. Như vậy chúng ta có câu D, kiểm tra câu D này, 6, 2, 14 chúng ta sẽ lấy 14 bình phương. Nghĩa cái cách kiểm tra là như vậy em, 6 bình phương cộng 2 bình phương, 14 bình phương thì 14 bằng ở đây là 196 này. Đây 36 cộng 4 thì đây sẽ bằng 40. Hai này không bằng nhau, chứng tỏ cái đáp án của chúng ta ở đây sẽ là câu gì các em? Sẽ là câu C này. Thì nó quái là sao mà là hai đáp án lại nhầm tiếp cái câu số 2 nữa. Thôi các em chửi thầy mạt luôn á, đúng không? Đây là cái decimet thì nó khác với cm, chúng ta đổi ra thành 80 thì nó không thể bằng được. Rồi câu số 3. Câu số 3 các em. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y bằng fx? Để thuộc á, thì chúng ta kiểm tra là cái gì em? Nghĩa là chúng ta này, nhìn này, y bằng fx bằng 5x. Bây giờ giả sử bây giờ chúng ta kiểm tra cái a nè. Để kiểm tra cái a mà cái tọa độ đây 0, 7 á, thì cái này là x này, cái này là y. X bằng này, nghĩa là x là bằng 0 và tương ứng y đây bằng 7. Bây giờ chúng ta lấy cái x này, chúng ta thế vào chỗ đây. Để nếu mà ra y bằng 7 thì cái a này thuộc. Mà nếu chúng ta thế vào á, mà ra kết quả khác y khác 7 này á, thì nó sẽ không thuộc. Bây giờ chúng ta kiểm tra này, y bằng 5 nhân ở đây ta không, chắc chắn bằng 0. Nếu ở đây a là 0,0 thì a chắc chắn thuộc. Nhưng ở đây là a 0,7 thì a này không thuộc. Không thuộc. Hiểu chưa? Giờ chúng ta kiểm tra cái b này. Cái b âm 1, âm 5. Thì b chúng ta ở đây là âm 1, âm 5 thì x này bằng này, y bằng, thầy ghi nhanh như thế này. Bây giờ chúng ta thế cái x vô đây, đối chiếu cái y này,
Nếu nó bằng âm 5 thì nó thuộc, mà nó không bằng âm 5 thì nó sẽ không thuộc, đúng không? Ta thế vô. Như vậy y sẽ bằng 5 nhân cho âm 1. Như vậy chắc chắn nó sẽ bằng âm 5. Chứng tỏ âm 5 với âm 5 này giống nhau không? Hàng này bằng nhau, chứng tỏ B này thuộc không? Chắc chắn là thuộc nè. Cái này thuộc nè. Được chưa? Tương tự như vậy chúng ta kiểm tra C là 1 1. Bây giờ chúng ta hiểu cái phương pháp rồi, chúng ta kiểm tra nhanh này. X bằng 1, thế chỗ đây. Như vậy y sẽ bằng 5 nhân 1 là bằng 5. Mà y chúng ta đây là bằng 1, chứng tỏ nó không thuộc. Hiểu chưa? Tương tự như vậy ở đây x, x chúng ta bằng 15, thế chỗ đây. X bằng 15 thế chỗ đây thì 5 nhân 15 thì bằng 75, mà đây là bằng 3, chứng tỏ nó cũng không thuộc. Đó. Nếu mà ngược trở lại này, nếu ở đây số 3 mà đây 15 thì chắc chắn thuộc, tại vì x bằng 3 thế ở đây là 5 nhân 3 bằng 15 thì y bằng 15 thì chắc chắn D thuộc, nhưng mà ở đây đảo ngược trở lại 15 3 thì không thuộc. Chứng tỏ anh nào thuộc em, đó chính là cái câu B này, có tọa độ là âm 1 âm 5 thì sẽ thuộc. Hiểu chưa? Đó. Cách làm nha em. Phải hiểu cái phương pháp. Mỗi bài, mỗi cái dạng nó có phương pháp khác nhau, chứ nó không giống nhau. Tùy theo đề và đọc kỹ đề các em nha. Giống như câu số 2 này, các em không đọc kỹ chỗ 8 dm là các em sẽ sai ngay, đúng không? Ta sang câu số 4 em. Giá trị biểu thức khi x. Như vậy thì như là x bình trừ y, x y mũ 3 trừ 2 cộng x bình y bình. Thì bây giờ giá trị của nó nghĩa là gì? Nghĩa là chỗ nào có x chúng ta thế bằng âm 1 vô, chỗ nào có y chúng ta thế bằng 1. Như vậy bằng này, ở đây chúng ta đặt nó là biểu thức A đi, thì x bình phương đúng không? Nhớ này, chúng ta ghi như này là em sai này, ghi như này sai. Tại vì khi bình phương á, mà x chúng ta là bằng âm 1, phải có gì? Phải có đóng mở ngoặc. Đó, nhân y chúng ta là 1 này, trừ này, x của chúng ta là bao nhiêu? Âm 1 này, nhân y mũ 3 này, và là 1 mũ 3 này, trừ cho mấy? Trừ 2 này, cộng này, trừ 1 bình phương này, nhân 1 bình phương. Đó, như vậy A chúng ta này, bình phương với số âm, bình phương với số âm thì ra số dương. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ ra được 1 này, nhân đi cho 1 này, thì làm rất là chậm luôn nha. Trừ với trừ này, trừ với trừ này, các em thấy không? Trừ trừ thành cộng này, 1 này, nhân cho 1 đây, tại vì 1 mũ 3 bằng 1, trừ 2 này, cộng này, bình phương với lại số âm, âm 1 bình phương thì bằng 1 này, 1 bình phương bằng 1 này, đó, làm chậm như vậy để em thấy, 1 x 1 bằng 1 này, không phải 1 x 1 bằng 2 nha, trừ 2 này, đó. Như vậy 1 cộng 1 bằng 2, 2 trừ 2, hết, chứng tỏ kết quả đây là bằng 1. Như vậy đáp án chúng ta ở đây chỉ là đáp án gì các em? Đó chính là đáp án C. Vậy thôi. Cứ tính giá trị biểu thức thì thế không? Nhưng mà phải tính hết sức cẩn thận đối với số âm. Nhớ là mũ chẵn đối với số âm thì ra số dương, nhưng đối với mũ lẻ đối với số âm thì ra số âm. Nhớ không thể như vậy. Ví dụ như là âm 1 mũ 3 thì cái này là bằng âm 1, còn âm 1 mũ 2 thì cái này sẽ bằng 1. Nhớ chưa? Đó. Những cái gọi là toán học mà chúng ta phải nắm cơ bản nha. Được chưa nào? Ta sẽ đi xem ở cái câu số 5. Câu này tính hơi lâu các em. Tại vì sao? Chúng ta phải lập bảng tần số chúng ta biết được. Thời gian thi chạy của các bạn học sinh lớp 7A tính bằng phút được thống kê trong bảng sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7, 42 bạn. 42 bạn nha. Ở đây là chắc chắn là 42 bạn chạy. Ta hỏi là mốt của dấu hiệu là gì? Mốt của dấu hiệu là M0. Mốt của dấu hiệu đó chính là giá trị. Giá trị nha. Chúng ta phải lấy giá trị nào mà có tần số lớn nhất, chứng tỏ chúng ta phải lập bảng tần số ra. Hiểu chưa? Chúng ta phải lập bảng tần số ra, nghĩa là cái giá trị đó nó xuất hiện nhiều nhất. Hiểu chưa? Đấy. Như vậy thì bây giờ này, coi như cái bài này chúng ta sẽ lập bảng tần số. Đối với cái dạng thống kê này, cái bảng tần số này thì nó giải quyết được tất cả mọi vấn đề về phần nhận xét, về biểu đồ, tính số trung bình cộng, vân vân và vân vân. Thì chỉ cần có cái bảng tần số này chúng ta sẽ làm được hết, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ liệt kê ra các giá trị khác nhau ra trước. Thì trên đây chúng ta thấy giá trị nào nhỏ nhất nè? 4 đúng không? Có giá trị nào nhỏ hơn 4 nữa hay không? 5 6 7 8 9 10 11. Có thằng nào 12 không, đúng không? Bây giờ người ta đếm 4 này. 1, 2 này,
chỉ có hai thôi. Giờ 5. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đếm cho kỹ em nha. 6. À, 6 này. Vậy này không có 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Được chưa? Giờ 7 này. 1 2 3 4 5 6 7. 7 là 7. 8 này. 1 này. 2 3 này. 4 này, 5 này. 6 này, 7 này. 7 rồi, 8 9 10. Tôi bị số 8 rồi. Giờ số 9. Hàng này em có 9. 1 2 3 4 5 6 6 10 1 1 thôi ha. Đúng rồi nha. 1 nè. 11 cũng có 1 ở chỗ đây phải không? Giờ cộng lại n ở đây có phải bằng 42 không nè? 2 cộng 6 là bằng 8. 8 cộng 9 là bằng 17. 17 cộng cho 7 là bằng 24. 24 cộng 6 ở đây là mấy? 30. 30 cộng 10 là 40. Cộng 2 đây nữa 42. Đúng rồi nè. Như vậy để đi tìm mod mod M0, chúng ta sẽ lấy giá trị có tần số lớn nhất. Tần số lớn nhất ở đây là tần số 10. Tần số 10 là tần số lớn nhất. Thì khi đó chúng ta sẽ lấy giá trị này. Giá trị cái tần số lớn nhất đó chính là số 8. Đó, kết quả chúng ta đây là bằng 8 M0. Hiểu chưa? Vậy đó. Điểm rõ ràng luôn cho em thấy câu B. Được chưa? Chúng ta có cái bảng này chúng ta mới làm được. Không có cái bảng này thì bó tay rồi á. Làm sao điền lùi được. Đúng không? Đây. Quay lại một lần nữa. Được chưa nào? Như vậy thì clip hôm nay đến đây là kết thúc em. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái phần phần gì em? Đó chính là phần tự luận. Ok, chúc em học tốt nha. Bye bye. Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong cái đề 1 thì thầy đã làm cho các em 5 câu trắc nghiệm và làm giải chi tiết cho các em rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ làm cho các em ở cái phần tự luận ở câu 1 và câu 3 các em nhé. Câu 1 và câu 3. Còn câu 2 ở phần hình học thì thầy sẽ làm riêng. Làm riêng cho các em ở phần hình. Như vậy thì cái đề này thầy sẽ giải trong 3 clip. Sau đó thầy sẽ quay một đề nữa. Ok. Ta sẽ đi sang ở câu số 1 em. Và thầy nghĩ câu này thì trong cái phần thi, cái đề thi giữa kỳ 2 của toán lớp 7 này thì chắc chắn 100% thì sẽ có trong đề thi em. Đó chính là phần dạng toán thống kê em nha. Toán thống kê. Như vậy thì ở đây chúng ta có câu 1 này. Điểm kiểm tra học kỳ ở môn toán học kỳ 2 của 30 học sinh lớp 7C được thống kê trong bảng sau. Đây, đây chính là số điểm. Chúng ta sẽ đi giải quyết lần lượt từng câu nha. Người ta hỏi dấu hiệu ở đây là gì? Dấu hiệu đó chính là cái mối quan tâm của người ta đang điều tra về vấn đề gì. Đúng nào, đang điều tra vấn đề gì. Thì để làm được câu A này á, thì chúng ta nhìn trên đề bài này. Đây chính là mối quan tâm người ta đang điều tra này. Dấu hiệu đó chính là gì? Đó chính là điểm kiểm tra học kỳ môn toán kỳ 2 của 30 học sinh lớp 7C. Chúng ta ghi tới đây. Để chúng ta dừng. Từ chỗ này này, từ chỗ đây cho tới chỗ 7C này, đó chính là cái dấu hiệu. Đó chính là cái mối quan tâm và người ta đang điều tra về vấn đề gì ha. Chúng ta ghi này là điểm kiểm tra. Đây dấu hiệu là, thêm ghi này là điểm kiểm tra học kỳ môn toán học kỳ 2
của 30 học sinh lớp 7C xong. Vậy đó nha. Cứ thấy dấu hiệu là nhìn trên cái đề bài ấy, người ta ghi cái gì, người ta quan tâm điều tra tới cái gì thì người ta ghi vô. Câu B, lập bản tần số và nhận xét. Thì ở cái phần này á, bây giờ chúng ta lập bản tần số trước. Bản tần số thì chúng ta phải tìm các cái giá trị khác nhau, rồi chúng ta đếm số lần xuất hiện của nó. Tìm giá trị khác nhau thì chúng ta đó chính là x nhỏ ha. Như vậy ở đây chúng ta có là bản tần số này. Như vậy ở đây là x và cái đây là n. X này là số giá trị khác nhau ha. Thì chúng ta nhìn nè, ta để trên này chúng ta làm này. Bây giờ chúng ta sẽ liệt kê các giá trị khác nhau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn em nha, từ nhỏ đến lớn. Như vậy giá trị nhỏ nhất ở trong cái bảng này là bao nhiêu điểm nè? 2 điểm đúng không? Đây này, mắt phải lăn nghe nha, 2 điểm, 3 điểm. 2 điểm rồi, rồi tới 3 điểm nè, tới 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm, 7 điểm, 8 điểm, 9 điểm, 10 điểm. Đúng không? Và cái ô cuối ở đây á thì nó sẽ là n lớn là tổng số giá trị. Chúng ta phải tính nó bằng bao nhiêu em? N lớn ở đây phải bằng bao nhiêu? Chắc chắn phải bằng 30. Nếu em tính mà nó không bằng 30 nghĩa là các em làm sai rồi ạ. Ta hiểu như vậy. Kỳ cái bản dưới dạng chữ nhật ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đếm nha. Bây giờ 2 này, giống như ở trong cái bài số 5 phần trắc nghiệm thầy đã chỉ cho em làm rồi. Đây, 1 số 2. Bên đây không có số 2 nhưng mà đây là 1 này. Đúng không? Bây giờ 3 điểm. Đây không có nè. 1 nè, 2 nè, 2. Mắt phải lăn em nha, phải đếm phải chính xác. Chứ đếm đi, đếm lại rất là mệt em. 1, 2, 4 nè, 3 nè, 3 đúng không, 5 nè, 1 nè, 2 nè, 3, 4 nè, 5 là 4 nè, 6, không có 6 không, 1 nè, 2 nè, 3, 4 nè, 5 nè, 5 đúng không, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là 6 lần này, 6 bạn có điểm 7 đấy, 8 này, 1, 2, 3, 4, 5, 5 điểm 8 này, điểm 9 là bao nhiêu này, 1 bạn này, 2 bạn này, 3 bạn này, có 3 bạn thôi, điểm 10 có mấy bạn? Chỉ có một bàn ở đây thôi đúng không? Bây giờ chúng ta cộng tất cả các tần số này lại mà nó bằng 30 á, gần như chúng ta chắc chắn 100% đúng. Mà nếu em cộng các tần số này lại mà nó không bằng 30, ví dụ nó bằng 29 hay là bằng 31 á, là chúng ta phải đếm lại á, ta đã đếm sai rồi đó, hiểu không? 1 cộng 2 bằng 3, 3 bằng 3 6, 4 là 10, 5, 5 đây là 10, 20, 6, 3, 1 đây nữa là 10, nữa là 30, đủ. Hả nào? Vậy là chúng ta nhóm các cái số tròn trục lại để chúng ta cộng nhanh nhất, đúng chưa? Chứng tỏ bản này chính xác rồi này. Ở đây chúng ta sẽ rút ra phần nhận xét. Thì phần nhận xét á, thì nó sẽ chúng ta phần nhận xét thì trong cái bài tập số 7 em ở trong sách giáo khoa ấy, chúng ta dựa vào đó để chúng ta nhận xét. Ví dụ này, tổng số giá trị là bao nhiêu em? Là 30. Giá trị lớn nhất, giá trị lớn nhất là mấy? Số mấy? Số 10 này. Giá trị nhỏ nhất, giá trị nhỏ nhất ở đây đã chính là số mấy? Số 2. Các giá trị rơi vào khoảng nào nè? Các giá trị rơi vào khoảng thì các em thấy nè, em nhìn là khoảng này, đây là 5, 6, 5 này, thì rơi vào là
từ 6 đến 8 điểm là chiếm đa số các bạn là chiếm số điểm này nhiều nhất ha. Rơi vào khoảng là từ 6 đến 8 điểm này là nhiều nhất. Đấy. Được chưa? Còn tiếp tục này. Câu C. Tính số trung bình cộng và tìm mod của dấu hiệu. Tính số trung bình cộng thì chúng ta sử dụng bằng công thức đây nha. Số trung bình cộng. Số trung bình cộng của dấu hiệu. Để tính số trung bình cộng thì chúng ta có x trung bình nha. Như vậy x trung bình nè. Các em sẽ tiến hành là gì? Lấy giá trị khác nhau tương ứng nhân với cái tần số xuất hiện của nó. Ví dụ lấy 2 x 1 cộng 3 x 2 cộng 4 x 3. Cứ như thế. Như vậy ở đây các em lấy 2 x 1 nè. Cộng 3 x 2 cộng 4 x 3 cộng 5 x 4 cộng 6 x 5. Đúng không? Cộng 7 x 6 cộng 8 x 5 cộng 9 x 3 cộng 10 x 1. Ở đây chúng ta sẽ tiến hành chia cho n lớn. Chia cho n lớn đó chính là tổng số các giá trị dấu hiệu. Đó chính đây chính là 30. Ở đây thầy xóa chỗ đây nha. Rồi. Xóa chỗ đây đi. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ x trung bình ra. Ta tính x trung bình ra, chúng ta tính này, 2 1 bằng 2 này. 3 2 6 3 4 12 5 4 20 6 5 30 7 6 42 8 5 40 9 3 2 7 10 1 bằng 10. Thì cái những cái số liệu này thì nó nhỏ nên là chúng ta có thể nhẩm được, chứ còn những số liệu lớn thì chúng ta nên dùng máy tính ta bấm cho nó chính xác. Ở đây 30. Ta có x trung bình. Như vậy thì x trung bình ở đây chúng ta sẽ dùng máy tính ta bấm cho nhanh nha. 2 cộng 6 cộng 12 cộng 20 cộng 30 cộng 42 cộng 40 cộng 27 cộng 10 bằng 189 chia 30. Như vậy lấy 189 chia 30 6,3 em. Đây. Tại vì trong cái chuỗi clip máy tính thì thầy đã chỉ gần như tất cả. Ví dụ ra bằng 63 phần 10 game bấm chữ SD này. 6,3 nha. Đấy là trung bình. Bây giờ chúng ta đi tìm mod của dấu hiệu. Mod của dấu hiệu này. Mod của dấu hiệu. Mod của dấu hiệu đó chính là M0. Mod của dấu hiệu là chúng ta sẽ dựa vào trong cái bảng tần số này. Mod của dấu hiệu là chúng ta sẽ lấy giá trị có tần số lớn nhất. Giá trị của tần số có tần số lớn nhất. Như vậy ở đây tần số lớn nhất chúng ta là số 6. Là tần số lớn nhất thì chúng ta không phải ghi số 6 này, mà chúng ta phải ghi giá trị đó chính là 7 này. Giá trị có tần số lớn nhất thì để biết được mod của dấu hiệu là bao nhiêu thì chúng ta dựa vào cái tần số lớn nhất là số 6 thì cái mod của nó đó chính là số 7 này. Đó chính là bằng 7. Được chưa? Đấy. Còn một câu nữa nghe. Vị biểu đồ đoạn thẳng. Câu này thì nó cũng khá là dễ thôi, không khó. Rồi bây giờ thầy sẽ vẽ cho các em xem nha. Đây, chúng ta nhìn thấy câu A này, câu B này. Thấy câu A, câu B không? Câu C. Rồi chúng ta đi sang cái câu D vẽ nha. Vẽ thì thầy sẽ qua phía bên đây. Ta phải có được nhìn vào trong cái bảng tần số cái đơn vị em. Cái cột đứng ở đây á, đó chính là gì? Đây chính là cái gì em? N là tần số này. Cái này là x này, là giá trị đây là 0 này. Đúng không? Như vậy giá trị chúng ta là nó là từ 2 cho tới 10. Như vậy chúng ta 1, 2 này ha. 1 này, 2 này. Chúng ta điều nhau 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 đi. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Còn cái tần số nó xuất hiện là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 3, 1. Như vậy thì ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì bây giờ các em lật lại nhìn thầy ở cái bảng tần số nè. Dù x2n1 x bằng 2, n1 x bằng 2 là ở đây, n1 đây. Thì chúng ta dùng thước ta vỉ này, nhớ vỉ phải vỉ song song với trục n này nha. Đây, ta để số 2 đây. Chỗ đây là nét gì? Nét thẳng nè. Phía bên đây nó sẽ giao với thằng đây là bằng nét đứt. Đó. Được chưa? Tiếp tục x bằng 3. X bằng 3 thì thằng kia bằng 2, đúng không? Cứ như thế. Đây. X bằng 3 n bằng 2. Đó. Tiếp tục x bằng 4 n bằng 3. Dựa vào bảng tần số anh em nha, dựa vào bảng tần số. Rồi. X bằng 5 thì n bằng 4. Tại vì cái này nó dễ nhớ, cái là nó cứ kém một đơn vị. Nên thầy mình nhớ được cái bảng tần số. Trên những số mà lộn xộn thì phải có cái bảng để đấy, chúng ta nhìn nhận chúng ta vỉ do phải lật ngược trở lại nghe. 6 thì là 5 đúng không? Thầy cho người ta canh cũng hay. Đó, tăng dần đều luôn. 7 là 6. Rồi. 8 thì bây giờ trục xuống lại là 5. Đây. 9 là 3. Đây nha. Do thầy mình bị hơi lố chứ. 10 là 1. Rồi. Được chưa? Đây chính là cái biểu đồ câu D các em. Đó. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở câu số 3 nha, câu số 3. Câu số 3 thì ở đây thì thầy nghĩ cái chương trình lớp 6 mà phần nâng cao một xíu chúng ta đã biết rồi này. Cho biểu thức A. Nhưng mà nó lại rơi vào chương trình lớp 7, vẫn cứ phải làm thôi. Tìm n nguyên, nghĩa là số nguyên đó, thuộc tập hợp Z đó, để biểu thức A đạt được số nguyên. Thì bây giờ chúng ta thấy này, chúng ta cái này làm ngồi nháp nha, làm ngồi nháp như thầy này, cái này này. Ta lấy 2n cộng 3, chúng ta sẽ chia cho n trừ 5. Bây giờ để chia đây cái thằng này như thế nào này, chúng ta triệt tiêu n này bằng cách này, các em lấy 2n này chia cho n này, 2n này chia cho n này, được không nào? Lấy 2n chia cho n thì bằng số 2. Các em lấy 2 nhân ngược trở lên, các em lấy 2 nhân ngược lên. Còn nếu em không biết cách này ạ, thì chúng ta sẽ tách giùm thầy cái chỗ số 3 này để chúng ta sẽ nhóm, được không nha? Để chúng ta sẽ nhóm cách 2 này. Thầy nói cách này trước ấy, sau đó thầy nói cách 2. Nếu cách này các em không hiểu thầy sẽ nói cách 2. 2n nhân lên, 2 nhân cho n trở thành 2n, 2 nhân cho âm 5 trở thành là âm 10. Chúng ta gạch ngang qua chỗ đây, đặt chỗ trừ này, lấy 2 trừ 2, 2n trừ 2n bằng 0 này, 3 trừ với trừ này, các em nhìn này, 3 trừ với trừ, 3 trừ với trừ thành cộng, lấy 3 cộng 10 là đây là 13 này. Như vậy thì A sẽ bằng 2n cộng 3 chia n trừ 5. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy thương là 2, chúng ta viết 2 ở đây, cộng cho số dư là 13 chia cho n trừ 5. Đây là cách 1 nha, cách 1. Bây giờ các em không thích cách này, thầy sẽ chỉ em cách 2 tắt. Một số phụ huynh này là một số em
nhìn vào có vẻ không hiểu. Thì thầy sẽ chỉ em này, A sẽ bằng 2N cộng 3, N trừ 5. Bây giờ thầy sẽ tách ở trên tử ra, làm như nào đó có N trừ 5 để thầy xuất hiện để thầy chia ha, trực tiêu với N trừ 5. Như vậy ở đây 2N, ở đây có trừ 5 đúng không? Thì thầy muốn là gì? Thầy muốn ở đây 2N thì thầy muốn là có N trừ 5 thì thầy sẽ bớt ra 10 đơn vị. Thì thầy cộng vô 10 đơn vị. Trừ 10 thì cộng 10 thì bằng 0, đúng không? Còn số 3 đây thầy vẫn cộng 3. Thầy hiện tại đang thêm 10, thêm bớt 10 và thêm 10 thì nó sẽ không đổi ở phía trên, đúng không? Chia N trừ 5. Như vậy A này sẽ bằng này, 2N, 2N trừ 10 thầy nhớ một nhóm này, 2 này một nhóm này. Như vậy 2N trừ 10 này thầy sẽ đặt số 2 ra chung, bên trong còn lại là N trừ 5, có đúng không? 10 cộng 3 là bằng 13, N trừ 5 đó. Cách này phụ huynh và các em hiểu chưa nào? Chúng ta sẽ lấy này chia này, chúng ta tách ra trở thành 2N, 2 nhân N trừ 5, chia cho N trừ 5, cộng cho 13 trên cho N trừ 5 đó. Thì thằng này với thằng này hết này, nhưng mà nó còn 2 cộng 13 N trừ 5. Cái này làm nháp vậy thôi, cách 1 cũng được mà cách 2 cũng được, cái này thực hiện rồi nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trình bày vào ở trong bài làm của mình như sau. Thì bây giờ sau khi mà chúng ta đã có hai cách rồi thì chúng ta ghi là vì A bây giờ là 2N cộng 3 trên N trừ 5 thì chúng ta đối với cách nào á, thì nếu chúng ta làm theo cách 2 thì chúng ta trình bày vô luôn cũng được. Chúng ta sẽ tách trở thành là 2N trừ 10 cộng 10 cộng 3 trên cho N trừ 5, được không nào? Như vậy A này sẽ bằng là 2 nhân cho N trừ 5 cộng cho 13 trên cho N trừ 5. Như vậy ở đây nó sẽ bằng là 2 cộng cho 13 trên N trừ 5, được không nào? Ở đây đề bài chúng ta là tìm giá trị N nguyên sao cho để cái giá trị A này nguyên ha? Vì tiếp mà N thuộc tập hợp số nguyên ha? Và A này cũng sẽ thuộc tập hợp số nguyên. Nên từ đây để mà nguyên á, thì số 2 này bản thân là số nguyên rồi, nên N trừ 5 này này, N trừ 5 nó sẽ thuộc ước của bao nhiêu em? Nghĩa là 13 này nó phải chia hết cho N trừ 5, 13 này phải chia hết cho N trừ 5, chứng tỏ N trừ 5 này nó phải thuộc ước của 13. Các em hiểu nào? Thì nói lại này, cái số 2 này bản thân nó là số nguyên rồi, thì để A này nguyên thì 13 nó phải chia hết cho N trừ 5. Mà N trừ 5 này để 13 này chia hết N trừ 5 thì N trừ 5 này nó phải thuộc ước của 13, được không nào? Hay N trừ 5 này nó sẽ thuộc những số nào? Ước 13 thì chúng ta có 1 này, trừ 1 này, 13 và trừ 13. Sau đó chúng ta chia thành 4 trường hợp ra là chúng ta giải để tìm ra. Như vậy trường hợp 1 ta có là N trừ 5 sẽ bằng 1. Từ đây ta suy ra N sẽ bằng mấy? Ta lấy 1 cộng 5 là bằng 6 nè. Đấy. N trừ 5 bằng âm 1. Suy ra N sẽ bằng âm 1 cộng 5 sẽ bằng 4 nè. Được chưa? N trừ 5 bằng 13. Như vậy suy ra N này sẽ bằng là 10, 13 cộng cho 5 là bằng 18 nè. Không tin nhẩm vô thay thế đúng đấy, 18 trừ 5 bằng 13, 13 chia 13 bằng 1, đúng không? N trừ 5 bằng âm 13, suy ra N trừ âm 13 cộng cho mấy? Cộng cho 5 thì sẽ bằng âm 8. Vậy N nó phải thuộc các cái giá trị này, đó chính là 6 này, 4 này, 18 này, âm 8. Thì thì như đây này, thì biểu thức A đạt giá trị là nguyên, thì biểu thức A, thì A đạt giá trị nguyên. Xong, hiểu chưa? Đó, cái bài chúng ta làm như vậy nó đơn giản, nhưng mà chúng ta phải có phương pháp em nhé, phải có phương pháp làm nó ra. Đề này tương đối dễ, trong clip sau thầy sẽ ra một cái đề nó tương đối khó hơn một chút. Còn bài số 2 nữa các em.
Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc của em nhé. Chúc em học tốt, bye bye. Ok. Còn tiết 3 bài đề số bài số 2 nữa nha. Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái câu số 1 và câu số 3 rồi đúng không nào? Ở phần tự luận. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở câu số 2. Đó chính là cái phần hình học nha. Để mà giải được hình thì chúng ta phải vẽ hình, đọc kỹ đề và nhìn xem thử là đề bài người ta yêu cầu cái gì. Để từ đó chúng ta sẽ trong phần mà mắt góc hình ở lớp 7 cũng như là phương pháp chứng minh hình đó, thì thầy đã đưa ra rất là nhiều rồi ha. Thì bây giờ thầy sẽ làm cho em xem. Ta đi sang câu số 2. Giờ thầy lấy cái thước rồi. Đấy em. Làm tới đâu thì vẽ tới đó, chứ đừng nó vẽ hết cả cái đề vô thì nhìn cái hình nó rất là rối em nha. Cho góc nhọn XOY và điểm A là một điểm thuộc tia phân giác của góc XOY. Đọc tới đây thì thầy phân tích chỗ này. Cho góc nhọn XOY, góc nhọn nghĩa là cái góc nhỏ hơn 90 độ và lớn hơn 0 độ. Không thì thường góc nhọn người ta vẽ nó tầm khoảng 60 độ ha. Và điểm A là một điểm thuộc tia phân giác của góc XOY. Tia phân giác. Tia phân giác là gì? Tia phân giác là tia nằm giữa và đồng thời chia cái góc XOY đó thành hai góc nhỏ bằng nhau. Ha, thì bây giờ thầy sẽ vẽ luôn cho em xem nha. Chúng ta vẽ nằm cũng được hoặc là vẽ đứng cũng được, tùy em. Vì kiểu gì miễn sao nó góc nhọn là được. Đây. Thôi thầy vị đứng đi. Đó. Ở đây là góc X O Y. Rồi, bây giờ thầy sẽ vẽ một cái tia phân giác trước, sau đó trên tia phân giác là thầy sẽ lấy một điểm A. Tia phân giác thì thầy sẽ chia vẽ theo chia cái góc này thành hai góc góc nhỏ bằng nhau này, góc tổng này, góc O này. Đó. Người ta không nói tia OZ thì cứ vẽ một tia như vậy, thì khi mà vẽ cái tia đó đấy thì người ta phải ký hiệu ngay là hai góc này bằng nhau bằng ký hiệu này. Như vậy một điểm A chúng ta thể lấy ở đây được chưa, vậy đó, kẻ AE vuông góc với OX, E thuộc OX vuông góc. Đây, vuông cho các em. Cho trong quá trình quay thì sợ nó không chính xác nữa. Rồi, E vuông là ngay lập tức ký hiệu vuông vô AF. Rồi ok. Được chưa? Ở đây người ta yêu cầu các em chứng minh gì? Câu này thì quá dễ rồi. Chứng minh AE bằng AF. Thì ở trong cái phần phương pháp và chứng minh hình học á, để mà chứng minh hai cạnh bằng nhau á, thì người ta có rất là nhiều phương pháp. Trong đó thầy luôn luôn nhấn mạnh với em là phải xét hai tam giác chứa hai cặp cạnh tương ứng này. Nếu chúng ta chứng minh được hai tam giác đó bằng nhau thì chúng ta suy ra hai cạnh tương ứng sẽ bằng nhau. Thấy không? Như vậy AE AF thì chúng ta sẽ thấy được hai tam giác vuông này này. Chúng ta sẽ xét tam giác vuông AEO và tam giác vuông AFO. Chúng ta có gì em? Chúng ta có là cái góc này, các em thấy hai góc nhọn này bằng nhau. Ta có góc AOE sẽ bằng góc AOF. Tại vì OA này nó là gì? Tia phân giác của góc O này. Đồng thời chúng ta có ở đây vuông. Vuông ở E và vuông ở F thì chứng tỏ OA này chính là cạnh gì? Cạnh huyền này. Như vậy hai tam giác vuông này nó sẽ bằng nhau theo trường hợp là cạnh huyền góc nhọn này. Trường hợp đặc biệt của tam giác vuông. Khi mà ta chứng minh được hai tam giác vuông này bằng nhau nên ta suy ra cặp cạnh tương ứng bằng nhau là AE sẽ bằng AF. Hiểu chưa? Ta có câu A. Được chưa nào? Bây giờ ta ghi là xét tam giác AEO và tam giác gì em? AFO có. Có gì em? Ở đây chúng ta ghi là có cái góc AEO bằng góc AFO bằng bao nhiêu độ? Bằng 90 độ. Đúng không? OA là cạnh chung. OA là cạnh chung. Ta có hai góc này bằng nhau này. Cái này ghi để người ta biết là nó chính là tam giác vuông. Hiểu chưa nào? Chúng ta có góc
AOE bằng góc AOF. Ở đây chúng ta mở ngoặc ra là VOA là cái tia phân giác của góc XOE. Được chưa? Đấy, vì sao thì chúng ta giải thích như vậy? Chúng ta suy ra tam giác AEO sẽ bằng một tam giác AFO theo trường hợp đây là gì? Cạnh huyền. Góc nhọn. Được chưa? Sau đó chúng ta suy ra đây là AE sẽ bằng AF, hai cạnh tương ứng. Chúng ta ghi đây là điều phải chứng minh. DCM, DBCM là điều phải chứng minh xong câu A. Vậy đó. Được không? Ta đi xem câu B. Ok chưa? Rồi tiếp tục câu B. Người ta hỏi các em là gì đây? Cái tam giác OEF, OEF này, người ta hỏi các em là cái tam giác OEF là tam giác gì, tại sao? Thì hồi nãy chúng ta đã chứng minh được cái tam giác AEO bằng tam giác AFO theo trường hợp là cạnh huyền góc nhọn rồi. Từ đó chúng ta suy ra OE sẽ bằng OF, đúng không? OE bằng OF thì chứng tỏ tam giác OEF sẽ là tam giác cong. Tại đâu? Tại O. Xong. Chúng ta giải thích vô. Vì theo câu A ta có cái tam giác AEO bằng với tam giác AFO, được nào? Nên từ đây chúng ta suy ra là gì? OE sẽ bằng với OF. Là OE bằng OF nên từ đây chúng ta suy ra cái tam giác OEF là tam giác cong. Tại đâu? Tại O. Xong. Rất là dễ luôn, đúng không? Câu C. Ok, được không? Rồi, tiếp tục. Câu C. Cái đường thẳng AE. Đâu rồi? AE đây. Cái đường thẳng AE cắt OE tại C. Này, đường thẳng không em? Đường thẳng thì đáng lẽ chúng ta vẽ một đường ra như này, nhưng mà không cần thiết như vậy. Chúng ta chỉ việc kéo dài cái đoạn này ra để nó cắt y thôi. Đây, đây tại C. Đường thẳng AF cắt OX tại D. Đây, AF đây. Rồi, ok. Người ta yêu cầu chứng minh rằng AD, AD bằng AC. Như vậy để chứng minh AD bằng AC thì theo các em chúng ta cần phải chứng minh điều gì em? Chúng ta cần phải xét xét tam giác nào các em nè? Đó chính là cái tam giác gì? Đó chính là hai tam giác nhỏ này. Thấy hai tam giác nhỏ này không? Thấy hai tam giác nhỏ này nó chứa cặp cạnh AD với AC. Nếu em chứng minh tam giác này bằng tam giác này, ok, như vậy thì chúng ta có là gì? Ở đây vuông thì bên đây cũng sẽ vuông, hiểu không? Nghĩa là ở bên đây vuông thì bên đây cũng sẽ vuông nè, bên đây cũng sẽ vuông. Như vậy chúng ta có ở đây góc vuông này sẽ bằng góc vuông này. Cạnh gì các em? Cạnh AE thì bằng AF. AE bằng AF chúng ta lại chứng minh ở câu A, đúng không? Theo câu A hai góc này là hai góc gì? Hai góc đối đỉnh nè. Đấy. Đó. Hai góc đối đỉnh. Như vậy thì nó bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Hoặc là cái hiểu chưa nào? Cạnh góc cạnh. Như vậy hai tam giác này nó sẽ bằng nhau theo trường hợp là thành lỗi góc cạnh góc chứ, góc cạnh góc.
góc cạnh góc, nhưng mà hai tam giác này bằng nhau thì trường hợp là góc cạnh góc. Như vậy khi đó chúng ta suy ra AD sẽ bằng AC. Vậy thôi. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ xét xét tam giác là gì các em? EAD và tam giác FAC có gì? Có cái góc AED sẽ bằng góc gì các em? AFC bằng 90 độ vuông, đúng không? Cạnh AE thì bằng cạnh AF. Ở đây là theo câu A. Có cái góc DAE bằng cái góc gì các em? CAF. Ở đây các em ghi thầy là đối đỉnh. Đối đỉnh. Suy ra cái tam giác EAD sẽ bằng một tam giác FAC thì trường hợp là góc cạnh góc. Nên từ đây chúng ta suy ra A gì em? AD sẽ bằng với A, AC, hai cạnh tương ứng. Điều phải chứng minh xong. Được chưa? Điều phải chứng minh. Ok, ta đi sang câu cuối cùng, câu D. Nào. Câu D người ta yêu cầu các em chứng minh OA vuông góc với CD. Đây. OA đây, vuông góc với CD. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này, các em nhìn này, DF, DF thì vuông góc với gì các em? Căn DF thì vuông góc với lại OC, CE thì vuông góc với lại OD, chứng tỏ nó cắt nhau tại A. A này chính là gì? Trực tâm. A này chính là trực tâm của cái tam giác ODC. Các em hiểu không? Đấy, trực tâm tam giác ODC. Nên từ đó chúng ta suy ra OA chắc chắn nó cũng sẽ là đường cao, nên nó sẽ vuông góc với lại DC. Nên là chúng ta chứng minh A này trực tâm là được này. Tại vì hai thằng này là hai đường cao giao nhau tại A, A này sẽ là trực tâm. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Chúng ta có này, DF vuông góc với lại OC, CE vuông góc với lại OD, được không nào? Chúng ta từ từ suy ra nha. Mà CE nó cắt DF tại đâu? Tại A. Nên từ đây chúng ta suy ra A là trực tâm. Trực tâm là giao điểm của ba đường cao, đó nè, của tam giác DOC. Nên từ đây chúng ta suy ra OA sẽ vuông góc với lại DC. Điều phải chứng minh xong. Tuy nó cái bài này nó cũng dễ đơn giản, nhưng mà chúng ta phải nắm và phải biết cách. Đây, cái bài số 2 này. Câu A nghe. Câu B, câu C. Thầy nghĩ chắc có lẽ các em làm đúng hết phải không? Rất là dễ. Câu D. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Chúc em học tốt nha. Bye bye. Ok.